Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhubo.com hoặc gọi hotline 037-502-8888. Tôi, Hubo, xin chào tất cả anh em. Tôi đi từ 500 anh em. Tôi hưng dân tộc chào 500 anh em. Tôi vẫn tiến 500 anh em. Ok các bạn ạ. Hôm nay thì không biết là mọi người có thấy thiếu thằng Mạnh không nha. Thì thực sự là thằng Mạnh ấy thì mình đã đuổi nó rồi để làm gọi là hài lòng một số bạn cứ bảo là đuổi thằng Mạnh đi thì đấy, hôm nay mình đuổi nó rồi nên thằng là này đáng ra phải cho nghỉ từ lâu. Đấy, thế là đuổi nó xong là từ mai là nó không còn quay video với anh em mình nữa nha. Thì quay trở lại với chủ đề của clip ngày hôm nay thì thực sự là khi mà mình gọi là đuổi nó xong ấy, thì cảm thấy là khi mà đã đi cùng mình bao nhiêu năm rồi thì gọi là đến khi mà đuổi nó thì cảm giác rất là buồn nha các bạn nha. Đó, thì quay trở lại với chủ đề của clip ngày hôm nay nha. Thì hôm nay ấy, thì là anh mình có mua được gọi là cái món cổ vịt cay của Trung Quốc nha các bạn nha. Đấy, đây là những chiếc cổ vịt cay này, một mâm luôn nha các bạn nha. Đây là những chiếc cổ vịt cay này đấy, bên Trung Quốc họ làm rất là hay. Cổ vịt người ta cũng đem đi để đóng túi để có thể bán được nha. Thì cổ vịt cay đấy nó rất là nhiều và ở đây ấy, thì mình có mua được 3 màu nha các bạn nha. Màu màu tím này. Đấy, nói chung là từng vị cay khác nhau ấy, màu tím này, màu xanh này, và đây là màu hồng nha. Đấy, chú đã từng ăn cái loại cổ vịt cay này bao giờ chưa? Chưa ạ. Chưa ăn hả? Chưa ăn bây giờ. Chưa ăn thì hôm nay là sẽ được trải nghiệm cái cổ vịt cay của Trung Quốc để anh em mình ăn từng cái màu một để trải nghiệm cái vị của cổ vịt cay nó như thế nào khi mà họ đem đi để đóng túi gọi là đem bán như thế này nha các bạn nha. Còn cái lý do mà mình đuổi thằng Mạnh ấy thì một lát nữa khi mà anh em thưởng thức ấy thì mình sẽ tiết lộ cho anh em nha. Còn cái cổ vịt đấy thì anh em mình gọi là đây là cổ vịt mà người ta chế biến gọi là ăn sẵn, ăn liền. Nên là anh em mình không phải chế biến gì cả mà bây giờ chỉ lên gọi là để thưởng thức luôn nha. Thì anh em nào mà có xem được clip này ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình một cách like và chia sẻ và đăng ký kênh cho nhiều để ủng hộ anh em mình nhá. Anh em mình định bóc những cái vỏ ra nhưng mà thực sự là nếu mà bây giờ mà anh em mình bóc hết ra chỉ việc sẵn ăn ấy thì là nó bị trộn hết cả màu lẫn nhau, anh em mình không phân biệt được đâu là màu nào, loại nào, cay nào, nên anh em mình sẽ để gọi là nguyên như thế này. Đấy, ăn đến cái vị nào thì anh em sẽ gọi là nói cho mọi người biết cái hương vị của từng loại màu nha các bạn nha. Đấy nào, chắc là để chú Hưng trải nghiệm trước đi. Chú Hưng xé tét luôn đây. Ê, nó có cái chỗ xé giữa này chú. Đấy, tạo sẵn là mình chỉ cần cầm vào giữa này xé đôi ra là rách luôn. Có cái mấu đây. Không, chính là mình quen xé rồi. Ui giời. Ui giời, đẳng cấp luôn. Đây là cái cổ vịt này các bạn này. Ui giời, nhìn cay lắm. Cay lắm rồi. Xin mời các bạn nhá. Đúng cái hồng hồng. Mở cái. Ây ổ rồi. Dài nhìn, quá. Nhìn cay nhờ. Cay để em thử cái màu hồng nha. Anh tư thử cái màu xanh à. Ôi, khi mà mở ra phát là toàn cái mùi Trung Quốc mọi người ạ. Thơm Trung Quốc mà quậy. Thơm mà cái người đến luôn. Toàn cái mùi Trung Quốc thôi. Này Tiến chắc là Tiến ăn cái này rồi hay sao. Ôi. Chưa, cái này thì gãy đôi rồi. Ô, cái này màu nhạt hơn nhỉ? Cái này màu nhạt hơn nhỉ? Đấy, mọi người sẽ thấy này, cái của chú Hưng màu đỏ rực này. Cái này đấy, cái này kéo cái này là cái trung bình, cái của anh Tư màu gì đó, màu xanh à? Màu xanh. Màu xanh đấy, của Tiến là màu tím này, chú Hưng là màu gì cơ? Màu đỏ. Cứ thịt thử đã. Màu người nhá. Màu hồng. Đúng của chú Hưng màu hồng. Đấy, ba gọi là người là ba vị khác nhau rồi. Đấy, đúng mọi người sẽ thấy là sự màu khác biệt luôn. Không thể nhầm lẫn được. Đấy, cảm ơn nhá. Xương ăn rất ngon. Xương ăn ngon hả? Rất giòn. Đấy. Nhưng mà cái của chú không có cay không? Nhìn rất là cay luôn mọi người ạ. Đỏ rực này. Cũng bình thường là không cay mấy đâu. Cái này cay không cay. Không cay. Nhưng mà trái chú nhìn nó có vẻ đỏ đỏ á. Đây, thế thì tí là anh em sẽ trải nghiệm cái màu giống của chú Hưng là cái màu thịt màu hồng nhạt này mọi người ạ. Em xé. Bé nó sang xé cái này cầu nhìn cảm giác nó nhạt nhạt đây. Nó không được cay. Cả cái này là cả cái thịt của nó này. Đây. Vậy là bên họ là để nguyên thịt ở cái cổ mọi người ạ. Đấy. Nhiều gì lắm. Thịt nó kiểu sẽ sợi.
Em bẻ bẻ đôi ấy. Cái một cái nó bẻ đôi. Cái vị của anh Tư ăn như nào? Ăn nó không cay đâu, ăn bình thường. Thịt của nó thì vẫn giống với cái đùi vịt ấy, vị của nó vẫn thế. Nói chung là cái vị Trung Quốc thì không thể. Đấy. Nhưng mà thực sự là nhìn thấy cái màu hồng này, tôi vừa lấy bóc ra ấy, màu nó đỏ rực luôn. Đỏ này, ăn sướng, rực chai. Đấy, mình cứ nghĩ là ngon đấy. Anh em cứ nghĩ là kiểu gọi là cổ vịt thì làm gì có thịt đúng không? Đấy. Cổ vịt chỉ xương. Anh em cũng toàn thịt nhiều. Nhưng mà thịt mềm đúng không? Thịt mềm. Chú Hưng tiếc xương hay sao mà mình thấy từ nãy giờ là nhai cả xương nha mọi người nha. Ngon mà phải nhai rồi. Sạch mà. Đến đâu test đến cái màu hồng rồi. Cổ cái màu là kiểu đỏ đỏ. Nhưng mà vẫn có màu bằng cái của chú Hưng vừa nãy kìa. Cái của chú Hưng kiểu nó kiểu có sốt ấy. Bẻ đôi em ạ. Bẻ đôi cho mọi người xem cái thịt. Đủ dai nhỉ. Đấy, đấy, tiến nó xé thịt đấy mọi người. Ui dồi. Ui dồi, dài ngon thịt đấy mọi người ạ, chứ không phải là không có thịt đâu. Ngon mùi thơm lồng lồng. Ui, cái của chú Hưng này. Đấy, nó vẫn cứ kiểu đỏ hơn đấy nhỉ. Đỏ hơn đấy. Đấy. Xanh thì thấy vị ngọt ngọt nha. Thì chắc là cái loại xanh là xanh là loại ngọt nha các bạn nha. Cái là cay hơn nè. Không cay bằng cay nhưng nó đổ cay hơn. Lúc đầu nhìn nó kiểu nó đỏ hơn. Đỏ hơn. Cái sốt của nó rất là nhiều nên là nó đỏ. Thì vịt đấy, thịt mình cứ gọi là tách sợi luôn. Thèm, nó dai mà ăn cuốn lắm. Nói chung là cái đồ Trung Quốc này họ làm rất là hay nha mọi người nha. Ví dụ một con vịt là người ta tách bao nhiêu cái ra, người ta có thể chân, đầu, cổ, cánh, kiểu làm thành đồ ăn sẵn người ta bán đấy mọi người ạ. Gọi như kiểu là vịt không, 7 món ấy. Không sợ là nuôi vịt không tiêu thụ được hay là như thế nào đấy, người ta sẵn sàng người ta gọi là làm như này luôn mọi người ạ. Ok, cay ghê. Cay à? Ừ, cái đỏ này, nó có nước ớt đây này. Đúng rồi. Nhìn này, nước ớt của nó. Nước bóng đây là cái hồng đúng không? Đấy, thế là đã có người công nhận là cái màu hồng hồng này nó có cay rồi mọi người ạ. Cay cay mọi người nha. Thì con ăn thế, vào là khả năng cay đấy. Thì con không nên ăn cái đấy. Thế thì cái loại này là loại cay này, loại màu hồng hồng nhạt nhạt này là loại cay này. Còn loại màu xanh này là cái vị là vị ngọt nha cậu nha. Đấy. Anh nhầm. Cay ăn cuốn rồi. Thì thực sự là lúc đầu ấy mình có nói là mình đuổi thằng Mạnh rồi mọi người ạ. Thực sự là bây giờ đấy mình sẽ gọi là chia sẻ một xíu về Mạnh. Mạnh thì chẳng là đợt này ấy, là phải đi gọi là đi nghĩa vụ nên là không đi quay cùng anh em mình được. Chứ bảo đuổi thì cứ thế mà đuổi thì không thể được mọi người ạ. Nói cái phết đấy. Nói chung là khoảng độ 2 tháng rưỡi thì Mạnh sẽ không xuất hiện ở kênh được. Nói chung là Mạnh phải đi nghĩa vụ của trường ấy, 2 tháng rưỡi nha mọi người nha. Nên không xuất hiện ở kênh được chứ không phải là đuổi đâu nha anh em nha. Không có cái bóng nhỉ. Đấy. Đây cái này là cái màu xanh ấy, để mình test thử màu xanh thì chưa test. Cái này cũng thực sự là mình thấy là có rất là nhiều anh em ấy là cứ bảo mình đuổi Mạnh đi. Không hiểu mọi người nghĩ sao mà bảo như vậy nha. Lò này nó nhạt nhạt nhỉ. Thịt trắng sáu. Mạnh là em mình mà còn đi quay cùng anh em mình từ lúc mấy thằng nó còn nhỏ xíu mọi người ạ. Thịt đấy. Và bây giờ mọi người comment bảo là đuổi thằng Mạnh đi. Thật sự là nhiều lúc mình đọc lại những cái comment đó của mọi người mình rất là buồn đấy mọi người ạ. Nhưng mà cái này ngọt. Đỏ ăn sướng hơn. Nó không thể cay như cái màu hồng này rồi. Thì em ăn thử cái màu khác chưa? Cái màu tím là cái em ăn đầu tiên, còn đây là em ăn cái màu xanh à? Cái màu xanh nó đúng với anh Tư bảo là ngọt ngọt. Ba loại. Thế còn cái loại một loại nữa em ăn chưa? Đấy, loại màu tím ăn đầu nó cũng không cay bằng cái. Thế là nó là cay trung bình đúng không? Cái loại màu tím ấy thì là sẽ là cay trung bình.
Loại xanh này là kiểu là cố vịt ngọt, không biết là họ ngâm đường hay là như là. Còn cái loại hồng hồng này là loại cay, chắc là mình nghĩ là sa tế với cả ớt tạo lên cái vị cay, và đặc biệt khi mà mình ngửi cái mùi khi mà mọi người bóc ra ấy, bóc cái vỏ ra thôi là cái mùi như kiểu chân gà Trung Quốc những thứ ấy. Kiểu cái mùi đặc trưng của Trung Quốc ấy, không thể lệch đi đâu được, mở ra phát là toàn mùi như vậy luôn. Mùi kiểu nó thơm thơm mùi Trung Quốc nha các bạn nha. Đấy, nhưng mà món này Phương thấy như nào? Ngon không? Ngon. Cái này nhậu được không? Ê, cái này là nhậu bia làm là tuyệt vời luôn. Nhậu bia tôi tuyệt vời cái luôn. Cái thịt của nó làm nó chắc. Đấy, cả cái cổ dài rồi. Như này. Nếu mà ví dụ mà có mua về để nhậu thì sẽ chọn cái loại cay cay nhỉ, loại hồng hồng này. Loại hồng hồng. Xong bắt đầu kiểu chặt từng đốt ra, đúng là món này để mà lai dài nhậu thì mình nghĩ là được. Đấy, hết mình luôn. Mà đặc biệt là những người ví dụ thích ăn cổ như mình ấy. Mình rất là thích kiểu ăn cổ vịt, cổ gà nữa. Đấy, thịt thì không thích ăn mấy đâu, nhưng mà cứ thích nhai cái cổ vịt, cổ gà, kiểu nhai cả xương luôn đấy. Cái ít ớt hơn, còn cái kiểu như không có. Cái quanh là màu gì đây? Cái màu tím. Màu tím. Màu tím nó ít ớt hơn cái màu hồng. Màu tím vừa nãy tiến mà kiểu cay trung bình. Đúng không? Anh có thấy nó cay trung bình không? Ít cay hơn cái kia cay hơn nhau. Thế là cái hồng này là cay nhất nhỉ. Anh em nào mà có mua sản phẩm này thì anh em gọi là trải nghiệm ấy, thì anh em mua cái loại ngọt hay là cay là tùy khẩu vị của anh em chọn. Hôm nay anh em mình gọi là để trải nghiệm cho mọi người biết là cái màu nào nó vị như nào, và cái cổ vịt này ăn thì nó như nào rồi đấy. Đây. Đấy, ăn cay nóng rồi. Nhưng mà cái này thịt của họ làm chắc mà sao mình xé cho thịt ra cũng sướng. Họ lại bóc hết da bì nhỉ? Bóc hết cái da. Đấy. Cả cái da này ăn mới ngon. Thơm mà cay lắm. Úi giỏi rồi, xé tan sợi dài này. Sao cái xương kiểu gì nó làm được giòn mềm nhỉ? Đúng rồi, nói bản như lẽ định lên bữa có thể nhai ai răng khỏe có thể nhai được xương rồi. Không cứng lắm. Ngay được không? Như mình đang giả ngay được. Kiểu xương cái cổ vịt này là người ta nó cứng lắm. Kiểu như hầm lên rồi. Kiểu như hầm lên rồi xong là nó sẽ mềm và người ta sẽ ướp với gia vị để tạo lên một cái món cổ vịt gọi là ăn sẵn, đóng gói ăn sẵn như này nha các bạn nha. Thịt thì nhiều. Đấy, anh em trải nghiệm mọi người thấy đấy, là cổ vịt này cứ nghĩ là không có thịt nhưng mà anh em ăn là thấy gọi là rất là nhiều thịt mà ăn kiểu khoái ghê nhỉ. Ngon lắm. Ngon lắm. Đấy, chú Hưng là lần đầu ăn cái này là thấy ngon không? Quá ngon, quá tuyệt vời luôn. Từ bé lớn bây giờ chú mới được ăn đấy. Đấy, từ bé lớn bây giờ mới được ăn. Mà từ bé lớn là từ lúc đẻ ra là năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? 44 rồi. 44 tuổi rồi mọi người ạ. 44 tuổi rồi là mà trong khi đó là quê ở Lạng Sơn, giáp danh với cả Trung Quốc mà cũng chưa được ăn. Hôm nay thì mới có cơ hội được trải nghiệm cái món gọi là cổ vịt cay của Trung Quốc này cùng anh em này. Đấy. Đó mọi người ạ. Thì hôm nay là anh em ăn cái cổ vịt cay của Trung Quốc này. Đấy. Thực sự là đã cho mọi người biết là từng cái gói màu theo màu ấy, vị cay của nó như thế nào rồi, và cũng cho mọi người thấy là cái cổ vịt này có thịt như nào rồi. Đấy, anh em nào gọi là thấy clip này của anh em mình mà hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để anh em mình có những động lực anh em mình ra những clip khác hay hơn. Còn câu chuyện về Mạnh ấy, thì Mạnh đi nghĩa vụ hơn 2 tháng thì sau hơn 2 tháng đó thì mới có thể tiếp tục đồng hành cùng anh em mình được. Và thời lượng của clip thì cũng khá là dài rồi nên là chắc là mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip là có như mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.